Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ gửi đến các bác một mẫu xe Touring Gian XK1 là thiết kế và sản xuất năm 2020. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Chiếc xe còn rất là mới. Chủ họ chỉ đi lướt qua rồi họ bán. Gần như là không có một vết xước. Đồ nguyên bản. Các bác cứ lên Google tìm Gian XK1 là ra. Tất cả đồ đều là nguyên bản. Phanh dầu, Techo. Tay bấm Shimano. Lốp chính hãng Gian ở trong xe. Khung nhôm. Thanh đĩa. Mayer bi vòng. Đồ tua lây. Có cối lổ. Xe mới tinh. Và bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm phủ phốt là 54 cm. Size S. Chiếc xe phù hợp cho các bác từ 1m60 đến khoảng 1m70 đi là phù hợp. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán, tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe các bác cần hỏi về xe nào các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Em được trang bị nhíp 8 tầng. Phía 3 tầng. Chuyển động trơn tru mượt mà. Và chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 7.9 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết kèm. Các bác quan tâm về chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943.
để nhân viên bên em tư vấn hỗ trợ. Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe đẹp khác của em lên kênh hàng ngày. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.